là không nấu chung mì của Henry được. Đó, có rau củ á, Henry thì không ăn rau củ mà em bỏ rau củ. Cá không bỏ rồi, uống đi. Uống rồi, mày uống rồi. Cảm ơn con nhiều nha, con ơi. Không có gì. Dạ đâu. Dạ con không có gì. Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến video tiếp theo trên kênh YouTube của em Như La Cà nha. Hôm nay lại là chuyên mục ăn gà của nhà em nha. Hôm nay thì em sẽ làm món gà nướng nha cả nhà. Gà nướng trong cái nồi chiên không dầu á, mình làm mình ăn nó rất là tiện lợi luôn, khỏi cần bắt than hay là cái gì á, mà nó cũng sẽ đỡ dầu mỡ. Và ăn kèm đó chính là hôm nay em sẽ ăn thử, đó chính là mì xào siêu cay Volcano, mì cay cực đã luôn nha cả nhà. Hôm nay lại ăn mì cay với em nha, nhưng mà không ăn nước nữa, mà hôm nay vợ chồng em sẽ ăn mì cay khô với lại gà nướng nha. Bây giờ thì em sẽ cắt gà và ớt nha. Đây, mua 4 cái đùi rất là bự luôn nha cả nhà. 4 cái đùi này là gần 2kg luôn á. Khứa gà để một chút cho nó hơi đậm đà thấm vị. Đó, vậy là em đã rửa sạch rồi nha. Khứa ra, em bỏ củ hành vô. Tiếp tục đó chính là muối. Cái nhiêu đây thì cũng nhiều đó, nên em sẽ cho một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê cho no. Lâu lâu đó, giống như là nấu đồ ăn á, cái là sẽ bị em sẽ bị quên á, kiểu giống giờ sao hay quên á. Một muỗng cà phê bột ngọt, và không thể thiếu đó chính là nước mắm nha cả nhà. Cái này là nó thiếu ngũ vị hương á, nói chung giờ nhà còn cái gì thì mình làm cái đó. Rồi em sẽ massage đều lên. Bên đây cái cục này hồi nãy bỏ muối vô nó dính, nên là sẽ đùa xuống dưới đây để cho nó đều hết, để chút là chỗ mặn chỗ lạt. Em đã massage đều hết 4 cái rồi, bây giờ em lấy ra một cái để riêng cho Henry. Còn 3 cái này là em sẽ bỏ ớt bột Hàn Quốc vô nha, để cho nó thơm á. Anh gắp vô giùm em đi, tại tay em. Bột lên là thấy màu nó hấp dẫn liền anh hả? Này, té lửa luôn á nha. Ăn cay không? Đó, ăn cay chứ, sở trường của anh ăn cay mà. Ok. Bữa nay là trời ơi, công nhận á, cái ớt bột vô á là nhìn nó khác liền anh hả? Nói chung thì vậy, ăn cay rất là ngon. Nhưng mà mình đừng ăn nhiều quá nó cũng không tốt. Lâu lâu vậy hai vợ chồng em mới ăn thôi. Nhìn nè, thơm quá trời luôn á. Rồi bây giờ mình nướng nha. Một lần chắc được 2 cái nữa. Đúng rồi, 2 cái đùi. Bây giờ mình nướng 2 lần. Xếp hình giống như là hình bát quái vậy đó. Rồi đẩy vô đây. Cái này chắc em nướng 215 phút chứ. Tay em chưa có dặn giùm em. Bây giờ em sẽ trụng mì nha. Wow, mì nhìn ngon quá anh. Bữa nay vợ chồng em sẽ thử ăn mì Volcano. Cái này là mì xào nha. Mì xào nhưng mà cũng là gọi là mì cay đó cả nhà. Mì xào cay. Bây giờ em sẽ bỏ vô một lần 2 gói luôn. Đó. Hai vợ chồng mỗi người một gói. Và của Henry sẽ là gói này. Đó, mì Doraemon của Henry. Em
Henry thích ăn mì Doraemon lắm, nhưng mà mì này cay á nên là em sẽ trộn riêng với lại có rau củ nè cả nhà. Cái này mì cay cho nên là không nấu chung mì của Henry được. Đó, có rau củ á, Henry thì không có ăn rau củ mà em bỏ rau củ với em trộn luôn cho nó mềm rau. Mì nó em trộn vậy là được rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ gấp ra nha. Bây giờ em sẽ trộn nha. Cái này cả nhà thấy có cọng mì khác không? Em trộn thêm á, tại em sợ anh Phương ăn không đủ á, nên là trộn thêm. Ôi, gói này là gói ớt anh Phương ơi. Đó, bắt đầu chiến rồi đó, cả nhà thấy không? Cái này thấy, ôi trời, mới có một gói thôi đó cả nhà. Wow, toàn bộ kỳ này hai vợ chồng mình vất vả rồi đó. Trời ơi, mới đổ có một gói thôi mà thấy hơi vất vả thiệt rồi đó. Không sao đâu. Màu đẹp vậy không? Vậy em hấp dẫn đúng không cả nhà? Để em cho thêm gói dầu nữa, em trộn đều lên rồi bắt đầu em sẽ cho tiếp nha. Sợ nó không đều quá. Nói chung vợ chồng em thích ăn cay lắm. Trộn xong là bắt đầu gà nó cũng chín luôn là kịp giờ rồi đó. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Thơm. Còn có bột ớt nữa kìa. Chưa, em trộn đều lên cái rồi em bỏ thêm vô. Nhưng mà sợ nó mặn không ta? Chắc không mặn đâu, ta làm mình bỏ hết gia vị chắc không mặn đâu anh hả? Ừ, người ta đã tính hết rồi không sao đâu. Từ từ nha. Nửa gói thôi. Không, chứ em nghĩ người ta tính hết rồi không mặn đâu. Chứ mình có thêm một hai gói mì dắt á. Nên là chắc không sao đâu. Làm sao mà lát nó vừa mặn vừa cay đi. Em chỉ sợ cay thôi. Tại vì mặn là em chắc là nó không mặn rồi đó. Cái mì này là mì siêu cay nhưng mà không biết có sự là cay không. Nhìn thôi là hơi chán rồi, toát mồ hôi rồi cả nhà ơi. Nên nó sọc lên mũi rồi. Ôi cả nhà nhìn cọng mì nè, nó đỏ ghê không. Trời ơi thấy là muốn ăn liền rồi đó. Màu này là màu của lửa đó. Rồi dắp ra dĩa thôi. Ok. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Em đã hoàn thành xong món gà nướng và món mì cay nha cả nhà. Chế tìm. Rồi, ba tự làm. Rồi bây giờ con xin chào ông bà cô chú đi. Chào bà cô chú đi con. Rồi con chào ông bà cô chú kìa. Con xin chào ông bà cô chú. Trời, lãng miệng kỳ quá. Chào đi rồi mình ăn. Bà cô chú. Mời ông bà cô chú. Mời bà cô chú. Ông dạ con chào ông bà cô chú. Đúng anh rồi. Chị nữa, anh chị nữa. Chào ông bà cô chú anh chị. Rồi con mời. Con xin. Con xin mời ông bà cô chú ăn cùng con. Đúng rồi. Rồi con mời ai nữa nè? Con mời ai? Mời ai nữa? Hai bên. Mời ba mẹ. Đúng rồi. Đây nè ba mẹ cho con đôi đũa. Mời con luôn nha. Ba mẹ mời con nha. Rồi lấy mấy tay. Lấy tay trái. Hai tay là xe hai tay già. Rồi cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ôi trời ơi. Hết hồn luôn. Rồi cũng qua đâu. Cảm ơn nhiều. Làm hết hồn à. Rồi bây giờ đếm, mình đếm 1 2 3 mình cùng nhau ăn nha. Để thử xem mì này cay như thế nào cả nhà nha. À, em xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình em nha. Chắc em phải làm miếng sữa lót dạo. Rồi đâu ly sữa của Henry đâu. Sữa Henry đây. Đây, Henry cầm ly sữa lên. Rồi cầm ly sữa là mình để đũa xuống cùng con ly nè. Cầm chắc vô nha. Rồi 1, 2, 3. Vô. Rồi con xin mời ông bà cô chú. Xin mời ông bà cô chú. Sữa trái cây ngon quá. Sữa trái cây thơm không? Uống ít thôi để ăn, uống ít thôi. Đó. Sữa trái cây ngon chứ. Rồi bây giờ con cầm mấy đùi gà con ăn đi. Con ăn đi, thoải mái đi. Giơ tay, mấy cái tay con mới rửa tay. Dạ ăn xong rửa tiếp. Ăn xong mình rửa sạch. Ăn xong rửa tiếp, không biết à. Rửa tiếp. Bây giờ em xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình em nha. Chiến nè Như ơi. Anh. Đậm nha. Cầm thử miếng mì coi. Thử coi.
con cầm con ăn đi. Con sắn như vậy là nó gớt á. Con có cần ba mẹ giúp không? Đổi đũa thì mình phải cầm một chiếc. Gì lộn, mình phải cầm một đôi chứ sao con cầm một chiếc được. Để mẹ xé giùm con nha. Cầm cho con. Xé nhỏ thôi nha. Dạ. Wow. Ngon quá. Ôi. Ồ. 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 Ồ, cái đùi khá cay nha cả nhà nha. Đó, Henry ăn đi. Mì volcano khá cay á. Ngon quá. Cả nhà nhìn mắt em là cả nhà biết liền à. Cho em xin miếng giấy anh. Con ăn đi. Nhưng mà đại khái là đêm rất là vừa miệng. Cái mì nó để em chưa thử nha. Để anh Phương thử mì rồi để em thử gà trước. Xin mời ông bà cô chú anh chị nha. Cay đấy. Em hơi xít xoài. Em hơi xít xoài. Không phải là em nướng em tự khen nhưng mà ngon thiệt. Nó vừa ăn. Cảm giác nghe em ra tới Ai Cập luôn á cả nhà. Nhưng mà em ra tới Ai Cập luôn rồi. Ăn nó nghe mùi ớt bột Hàn Quốc á. Ăn nghe mùi ớt bột. Cái gà anh ăn thử đi. Nồng nha. Ok. Em ăn thử mì. Coi ba chiến cái gà này. Cắt cái đùi này. Con cầm cái đùi luôn ăn cũng ba đi. Ngon quá anh ơi. Giỏi. Ôi, gà mềm. Ngọt nữa mà còn tươi nữa. Ngon quá. Cái mì này nè cả nhà. Ăn vô á. Cảm giác nó hơi khô nha. Nó hơi khô mà nó hơi sặc. Nó hơi khô, nó cay mà nó hơi khô tại vì do là nó kiểu giống như cái bột á. Nó sặc cái mùi bột ớt. Đúng rồi, cái mùi bột ớt nó nhiều quá. Nó sẽ làm cho cái mì của mình ăn nó bị hơi khô chút xíu á. Mặc dù là nãy là em có cho thêm dầu vô. Nhưng mà nó vẫn khô. Ngon. Với lại cái kiểu giống như mà nó cũng không phải là cay dữ lắm hay sao ta? Hay là do mình ăn chưa có, mình mới ăn một đũa mình chưa thấy cay nha. Mình phải ăn hết mới biết được, nhưng mà tại vì em cảm thấy như là nó cái cảm giác giống như lúc đầu là nó hơi thấm thấm á. Ăn từ nó thấm thấm thôi. Nhưng mà là cái vị nó ngon như cả nhà, nó nghe mùi phô mai nữa. Anh ăn anh thêm thơm mùi phô mai không? Cần ba giúp đỡ không? Không cần. Dạ không. Dạ không. Nè, người này giúp cho. Cái mùi mà con phải cầm miếng đùi dạng ăn nó mới đã chứ. Không cho. Chứ không ăn. Cái đồ em thì em chịu được. Còn những người có thể không ăn cay được là gặp nó là mệt mỏi đó nha. Không đùa đâu. Mà ngon nha. Ngon. Vị rất là ngon. Có cái nó sẽ hơi khô hơn những cái mì mà em từng ăn. Khô không nhiều. Vợ chồng em được cái là ngon, nó ngon, nào chua nó chua, cay nó cay, mặn nó mặn. Dở chơi dở. Quên miếng ớt vô ăn. Em nói thiệt nha, ngày xưa còn nhỏ nha, em thấy người ta mà cầm khuyên một cái đùi gà nhẹ ăn á, em ao ước lắm luôn. Giờ mình được ăn thì mình thấy đã rồi. Trời, hồi nhỏ nó giống như một ước mơ vậy lắm. Nhỏ hay coi chuyện Doraemon đó em. Ước có cái túi thần kỳ á, biến có nó có cái khăn trải bàn ước ra được đồ ăn. Xé ra miếng cái khăn. Ôi to à. Đưa tay đây. Con đưa tay đây. Đó, nó con đang ước á. Rồi. Nè, cả nhà thấy không, còn ướt nó không có khô, em ngứa không khô. Ok. Nhưng mà em coi, em ăn cái này á, là em nhớ lại coi cái cổ tích á, cậu bé thông minh á anh. Cậu bé thông minh mà vô mà ngồi mà xé cái đùi gà ra ăn á. Lúc mà gặp nhà vua á. Chuyển sang vua nè. Vua. Ừ.
mời mình ăn đi. Ngon quá. Nhà 4 người chia 4 cái. Miếng gà rất là tươi, không bị khô. Hình như nó bù qua sức lại rồi. Ừ. Chứ gà mà khô không? Khó nuốt luôn. Khó nuốt luôn thiệt. Cái vị của cái mì á thì nó vừa ăn nó thơm, nhưng mà do kiểu giống như nó người ta cái bột phô mai hả ta, bột ớt bột phô mai nhiều quá đâm ra nó bị nó hút hết nước á, nó làm cái sợi mì nó bị khô. Ngon quá. Nhưng mà cây nữa là mình cho thêm mất bột vô. Không, nếu mà mì nước á có thể cho thêm bắp bột, phần nhỏ đã khô mì này mà mình khô cho thêm bắp bột nữa là mình khô queo luôn. Khô cứng luôn, mình nuốt chảy cuốn họng luôn á. Ăn bắt đầu là hơi hít hà nhà thấm rồi đó. Ok. Như thích ăn gà không cả nhà, ngoài mềm mềm lắm. Nhưng mà em nói thiệt nha, ăn mì cay á, mặc dù em biết uống sữa là nó sẽ tốt khi mà mình ăn cay, nhưng mà em thấy nó không có dính liếm gì đâu. Theo nếu mà như em thì em sẽ uống nước lọc thì nó sẽ giữ chọn được cái hương vị của mì với cái người kia. Chứ em thấy uống sữa vô mà sữa trái cây nè, sữa thì nó ngon nha, nhưng mà uống vô nó không có hợp. Cái này một phần nó cũng bảo vệ cho bao tử mình. Ướt nữa rồi nè. Ăn xong rửa tay. Ăn xong rửa tay con. Ăn xong. Không sao luôn. Đúng rồi. Không sao đâu. Không sao luôn. Đúng rồi. Nè ba cầm nè, thấy không? Không ổn. Ăn gì mới ngon. Không có miếng giấy, không ổn rồi. Không ổn rồi. Mẹ cay quá, mẹ không ổn rồi. Mẹ không ổn rồi á, mẹ không ổn gì rồi. Mẹ uống nước của mẹ gì, còn mới ổn. Đúng rồi đó. Mẹ uống nước gì? Ok. Mẹ uống nước gì mới ổn. Ừ, mẹ uống rồi. Quay ra uống đi, để ca không ổn rồi, uống đi. Uống rồi, mẹ uống rồi. Cảm ơn con nhiều nha, con ơi. Không có gì. Dạ. Dạ, con không có gì. Thấy con cũng đi uống cũng nè. Trời, không nói ba. Mà bà ăn tiếp. Rửa thế quốc cái này. Henry á. Cũng ly nè. Thường xuyên là quay clip không có tập trung. Nhưng mà khi mà tắt clip rồi là ảnh ăn hết. Cũng ly nè. Chứ không ăn là đói rồi cả nhà. Tại vì đổ nước rồi uống. Em chuẩn bị cho ăn vậy không ăn thôi à, chứ đâu còn nữa đâu ăn, tại em làm đủ đồ ăn. Trời ơi, vậy chỗ đó. Rồi ba mẹ cũng vô nào. Vô. Gà ngon quá. Về rồi cái bàn thân yêu.
ngồi thoải mái không? Ừ. Bạn nó cao quá. Cao á? Ăn chiếc thôi. Ừ. Không sao. Ăn chiếc thôi. Cho em thêm miếng nước lọc em thôi. Nước lọc kìa. Con sữa không? Con cho em miếng nước lọc cho em nha. Đây, đây. Em muốn sữa không quen. Mình như uống sữa không quen mọi người. Uống vô thấy nó kỳ kỳ. Ừ. Uống để chống cay nha. Đi từ từ ăn nha con nha. Giữa là nước lọc của mình đỉnh. Nhưng mà khi mà mình ăn á, mà để mà thưởng thức á, em nghĩ là mình nên uống nước lọc. Thì nó sẽ giữ được cái vị. Nó không có bị mất đi mùi vị. Còn khi nào mình ăn dầu mỡ nhiều thì mình có thể uống nước ngọt cho nó tiêu. Mẹ làm gà ngon không? Gà ngon. Người này ngoan quá. Anh dưới mà ngoan luôn á. Nãy trước khi cũng phải quay clip á, là anh cũng kính chị với bà. Ủa sao nay ba mực nó đẹp quá vậy? Ba mực áo gì mà giống như cô dâu chú rể vậy? À, sao con không có? Mẹ như mẹ ba bận áo cô dâu chú rể nè mẹ, thấy không? Cô dâu chú rể nè, có thấy cô dâu cô không? Xin chú rể, thấy chú rể, xin cô dâu đẹp không? Chú rể. Để ba kiếm cho con cái với ba mua bạn cho con nha. Dạ. Bây giờ mà Phương chụp Henry, Henry ngồi nói hết clip luôn, em đừng để em ăn. Hết miếng rồi. Hết miếng rồi. Nó cắt rồi kìa. Đã bấm đi. Nó cắt miếng rồi kìa. Đã bấm. Cắt miếng rồi kìa. Con đợi một xíu để mẹ ăn xong đã. Thôi, cả nhà thấy không? Em mà giống như mà kiểu hơi gì một cái. Ảnh ngồi anh nói hết clip luôn. Phân tâm liền cả nhà. Nói chung chứ tụi em kèm Henry rất là kỹ. Nhìn vậy trên clip ăn, ví dụ có bữa mà ăn chưa tới nơi tới chốn á, là khi tắt clip là tụi em kèm liền hai người hai bên vậy nè. Đúng không? Ok. Dạ đâu. Muốn ok thì cũng phải có dạ trước. Dạ ok. Dạ ok. Đó. Anh coi hồi đó em sợ anh bị rối loạn ngôn ngữ. Nó chưa biết nói. Mà coi hoặc là mình nói tiếng Anh á. Nói tiếng Anh không mà em thì đâu biết tiếng Anh đâu, đâu hiểu nói gì đâu. Sợ như khi ba mẹ người Việt mà nó tiếng nước ngoài nó chết luôn. Không hiểu nó nói gì mà nó không hiểu ba mẹ nó nói gì nữa. Ngon quá cả nhà ơi. Nãy em mới ăn cơm. Có là nào, còn có xíu lần thôi. Cái mì hồi nãy em cũng bỏ nhiều hơn. Còn ba mẹ không con thua rồi. Không không. Tại vì ăn ăn trước là tại vì đói bụng á. Tại ba mẹ là người lớn á. Chứ thật ra là ba mẹ là ăn bằng con thôi. Ba mẹ là người lớn. Không, ba mẹ vẫn đợi con nè, thấy không? Con cứ đợi con ba mẹ thua con thắng chứ. Đúng rồi. Coi như con đã thắng rồi đó. Con ăn được một xíu con cái đùi gà là đã thắng rồi. Tại vì đối với con cái đùi này quá to. Đúng không? Rồi, đó, mẹ Như chuẩn bị kết thúc nè. Thôi mẹ hắn, ba hắn còn con thua rồi. Đâu, bây giờ là mình sẽ đợi nhau ăn. Để con người nhỏ. Trong gia đình là không có thắng thua, không có sân si với nhau, phải thương yêu nhau nha. Đem miếng đấy nè. Ok chứ. Ừ, ok thì cũng phải dạ ok chứ. Dạ ok. Con đồng ý ba.
Đâu ngồi kì vậy? Rồi, bây giờ sao nè? Má vận áo cô dâu chú Huệ hả? Đúng rồi. Ủa? Con cá nè, con này con bò sữa hay gì vậy? Nè, bây giờ ba nói nghe nè. Bây giờ cho ba rõ hả? Ba kiếm ba cho con cái áo giống như ba có như vậy nha. Ba sẽ kiếm, bây giờ nghe ba dạy. Ủa? Nè. Con trai nghe ba dạy nè. Bây giờ á, chào ông bà cô chú và chúc ông bà cô chú anh chị sức khỏe thì là tốt nha. Chúc ngủ ngon nha. Nè, ăn cái này ngon lắm thì rồi. Rồi ok, rồi quay qua chúc rồi mình ăn tiếp nha. Rồi quay qua con chúc đàng hoàng. Rồi mà chuẩn bị chưa? Rồi quay qua. Rồi quay qua. Cố gắng con. Quay chút cô lâu á, đi một miếng đi. Rồi. Nhớ là bà nói không? Chúc ông bà cô chú anh chị ngủ ngon và sức khỏe dồi dào nha. Nó là đàng hoàng nè. Bây giờ để cho con tự chúc nè. Ba đừng nói để em tự chúc. Chúc ông bà cô chú. Đây từ từ. Rồi 2 3. Hát một lời cảm ơn các bạn. Hạnh phúc, vui vẻ. Rồi gì nữa chúc ông bà vậy? Chúc ông bà chú sao? Vui vẻ. Hạnh gì em? Hạnh phúc. Rồi sức gì? Chúc khỏe. Dồi dào. Dạ, ngủ ngon. Dạ, ngủ ngon. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. Đúng rồi. Video hôm nay tới đây em xin được kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh YouTube cho em Như La Cà nha. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình. Và đừng quên like, share, đăng ký cho em Như La Cà nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt bà cô chú nha. Bye bye. Bye bye. Henry bye bye nào. Bye bye Henry. Thôi còn bye bye. Con vẫy tay đi, con vẫy tay được rồi. Vẫy tay, con vẫy tay đi, tay phải nè. Tăng tăng hé. Rồi vẫy tay nè, vẫy tay giống ba nè. Và ba. Rồi bye bye nè, hết.